Vụ việc xảy lúc 18 giờ ngày 6 tháng 12 ở ấp 1, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, Vũ Ngọc Hùng, 37 tuổi, ngụ ấp Vô Quyền, xã Bảo Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, gọi điện cho vợ cũ là chị Lê Thị TH. Ly hôn đã hơn 2 năm, xin đón con trai lớn đang ở với mẹ, về nhà để chăm sóc. Không đồng ý nên bị Hùng dọa giết cả nhà. Tuy nhiên, chị TH. Ngay sau đó, Hùng đi xe máy đến gặp bố vợ là ông Nguyễn Thái Bình, 50 tuổi. Khi đang ngồi nói chuyện thì hai bên xảy ra cự cãi. Hùng đã lấy dao thủ sẵn đâm vào cổ ông Bình, khiến ông tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn, khoảng 1 giờ sau thì ra đầu thú.